Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 1930, 14 tháng 10 2023 nhằm tổng kết lại những thành quả nổi bật mà Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời xác định yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tham dự lễ họp mặt có các đồng chí Cao Tiến Dũng, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Đào Văn Phước, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Hoàng Thị Bích Hằng, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Ban Thường vụ tỉnh ủy, Hội nông dân tỉnh đã có sự trưởng thành và phát triển. Trải qua 10 kỳ đại hội từ khi thành lập đến nay, tổ chức hội các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố và có bước phát triển mới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia tổ chức hội. Các phong trào của hội đã từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong 93 năm qua. Trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, những việc làm mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ 10 và nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại buổi họp mặt, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã phát động đợt thi đua nhằm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, lập thành tích hướng đến kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam từ ngày 14 tháng 10-2023 đến 14 tháng 10-2024.